Rồi chào anh em ha. Hổng gà anh em hỏi dòng Huona 266 còn không thì hổng gà không còn, nhưng mà hôm nay về được con rất là đẹp luôn anh em. Con này là đúng 266 XP ha. Đây 266 đây nè, made in Sweden đấy ha. Đây đúng để XP nha nè. Em đã lên sinh mới 5 tấc ha. Con này có thể chạy từ lam 5 tấc tới 1 mét là ok hết nha anh em. Tại nó nồng nó 50 ly á, nó mạnh hơn 365 tí ha. Lam mới xích mới luôn. Bộ này về anh em xài cực kỳ ngon ha. Hai cái lam nó về thì lam bánh xe nên em phải đổi lên lam Latin cho anh em xài. Bánh xe thì xài nó không ổn luôn anh em. Rồi con này là full gain anh em. Mặt tiền thì con này em mới rửa dầu sơ sơ thôi ha, chứ chưa có vệ sinh gì hết ha. Mặt tiền chưa chốc sơn anh em. Rất là đẹp, có cái bô móp đèn tí nha nè, không sao ha. Rồi, em vô phần test nổ cho anh em nghe tiếng máy của nó ha. Giật tay hơi khó giật nữa nè, nhưng mà dòng này rất là nhạy nổ ha. Quên bật công tắc anh em ơi. Anh em nghe tiếng anti nó rất là lập luôn ha. Từ tiếng luôn á. Rồi con này em bán với giá là 4 triệu nha anh em. Máy thì full gain, bán ra bảo hành động cơ cho anh em là 6 tháng ha. Máy full gain 100% nha anh em. Dòng này chạy bền hơn thằng mấy thằng hàng thùng nhiều anh em, mấy thằng thùng 365 rồi đó. Bền hơn, mạnh hơn luôn. Phụ tùng sau này thay thế rẻ hơn ha. Rồi con này nhược điểm của nó là cái tay cầm này nó có hơi chốc sơn anh em. Nó hơi chốc sơn chỗ này ha. Còn như là full gain đẹp. Rồi anh em cần liên hệ em ha. Con này 4 triệu nha anh em.